Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ làm một clip tổng hợp cho anh chị bạn, tổng hợp giá xe. Ví dụ như là Ed này, Winner này, Rider, Saitia, Sonic, Vario, Vision và AB. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Liếng, hỗ trợ giới thiệu không mà Liếng ạ? Hai mọi người, hai lại là Kim Liếng đây. Tiếp tục review và báo giá cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe tổng hợp luôn ha. Bao gồm là Ed này, rồi dòng xe Vario, Vision, AB, Winner, tất cả các dòng xe mà đang có sẵn tại cửa hàng của em Liếng ha. Mua xe thì đặt lịch trước cho em Liếng có số điện thoại hoặc là Zalo 0346 552 628 hoặc là 0909 299 064 ha. Số điện thoại và Zalo Liếng có ghi bên dưới màn hình cho cả nhà nha. Liên hệ trước được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng con xe đi lại và một combo còn tặng trị giá 3 triệu đồng, áp dụng ưu đãi duy nhất khi có liên hệ trước cho em Liếng ha. Đầu tiên cái bên đứng đây là một em xe Ed 155 phiên bản màu mâm màu cam ha, rất là đẹp luôn, sáng xi măng. Em này thì rất nhiều anh chị em nhầm tưởng là bản màu riêng nhưng không nha, bản màu riêng bỏ mẫu rồi. Đây là bên Liếng sơn độ lên ha. Có mức giá cho cả nhà là 41.900, liên hệ trước giảm ngay 2 triệu còn 39.900 ha. Tiếp tới là về dòng xe Vario đi. Vario có mức giá cho cả nhà từ 37.900 đến 39.900 tùy phiên bản ha, chỉ có thường và khóa smart key như thế nào ha, chỉ từ 37 triệu thôi, liên hệ trước cũng được giảm 2 triệu ha. Đối với dòng xe này thì hỗ trợ trả trước 5 triệu là lên xe rồi ha. Đó, rất là nhiều bạn xe luôn. Saitia. Đây Saitia. Mua Saitia mà không sợ chia xa thì liên hệ cho Luyến để sở hữu ngay một em ha. Với mức giá thì chỉ có 45.900 thôi, liên hệ trước cũng được giảm 2 triệu ha. Đối với dòng xe này trả trước 5 triệu là lên xe rồi ha. Tất cả các dòng xe luôn trả trước 5 triệu là mua được rồi ha. Đó, Sonic cũng vậy luôn nè. Giá mức giá thì 48.900. Đây Rider dưới đây này, Rider đây. Em Rider đây thì có mức giá cho cả nhà là 44.900 nha. Tiếp tới là về dòng xe Vario với số mua cho cả nhà. Đây em xe màu xanh lá đây. Xanh lá này, xanh nước biển này. Dưới đây có màu đen bóng và màu đỏ nhám đây. Rất là đẹp luôn. Hiện tại có mức giá cho cả nhà là 38.900 đến 40.900 tùy phiên bản ha. Trả trước cho Luyến chỉ có 5 triệu là mua được rồi ha. Rồi, em Zalo 5 thì rất là nhiều màu luôn. Sơn màu đen thì bao nhiêu luôn, rất là nhiều màu đẹp luôn ha. Ngoài ra bên Luyến có hỗ trợ là ship cho toàn quốc cho anh em, anh chị em ở xa mà không ghé được cửa hàng có thể alo cho Luyến hỗ trợ ship xe toàn quốc cho mọi người ha. Tiếp tới là về mẫu xe Winner. Rồi, Winner đi em. Đây. Đa dạng màu sắc cho cả nhà cùng lựa chọn luôn nha. Mức giá thì chỉ có 33.900 đến 36.900 thôi. Liên hệ trước cũng được giảm 2 triệu ha. Trả trước 5 triệu lên xe rồi nha. Ok. Cấn công dân và 8 và 5 triệu là được rồi nha. Đó, Vario thì giá là từ 37.900 đến 39.900. Mua gấp thì đặt trước nhiêu em? Dạ 5 triệu được nè. Ok. Rồi, mình xuống dòng Vision. Đây, Vision thì có mức giá dao động từ 31.900 đến 33.900 nha. Trả trước cũng chỉ có 4 triệu là mua được rồi ha. AB thì trả trước 5 triệu, giá xe chỉ có 40.900 thôi. Rất là nhiều màu sắc luôn. Đó, AB 160 thì có mức giá là 55.900 nha cả nhà. Ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ. Ở đây cũng một clip khá là nhanh nhưng mà đầy đủ chi tiết. Rồi, cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.